đúng có một đêm thì anh bị liệt mất một tay và một chân. Bác sĩ phát hiện ra là anh bị lao não, lao phổi. Lúc đấy chị lo lắm, xong là chị khóc. Xong là anh bảo khóc làm gì, anh đừng có khóc, em khóc thì anh đau lòng lắm, anh sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà chị thấy anh xem những cái đoạn phim này, những cái đoạn mà có người bố hay người mẹ mất để lại các con ấy, chị thấy anh khóc, anh xem rồi anh khóc một mình. Lúc đi xuống Hà Nội lần thứ hai ấy, mà bác sĩ nói là anh dị ứng thuốc lao ấy. Anh đã bị lao rồi mà anh còn bị dị ứng thuốc lao thì cũng chả có thuốc gì để chữa nữa. Chị vẫn nghĩ là rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà thực tế là cái đấy chỉ là cái suy nghĩ. Đôi lúc chị cũng mạnh mẽ lắm chứ, nhưng mà có đôi lúc chị cũng gần như là muốn buông bỏ luôn. Nhưng mà không phải là anh đã mất mà anh vẫn còn đây, thì chị mất bao nhiêu chi phí đi nữa thì chị cũng sẽ cố gắng để cứu chữa cho anh. Nhà chị có 3 con bò này, chị bán hết cả 3 con bò đi rồi, cả tiền ngô rồi tiền hoa quả bán được bao nhiêu chuyển hết vào bệnh viện. Không đủ thì chị gọi điện về cho cái ông ở ngoài ấy, họ cho mình vay mình mượn. Từ lúc anh chị bắt đầu đi chữa là tháng 7, 3 lần xuống Hà Nội, về nhà lúc tháng 1, đi được 5 tháng à, thì bác sĩ trả lại anh về. Cho đến lúc mà anh còn hơi thở cuối cùng ấy, lúc đấy chị vẫn ôm anh trong lòng ấy. Chị cũng bảo là anh ơi cố gắng lên nhé, còn các con nữa, còn em nữa, nhưng mà anh chỉ nhìn chị và khóc, nước mắt cứ chảy ra như thế cho đến lúc cứ thế mà hết cả một đời anh. Tại vì trước kia là anh hay đi chạy xe ấy, thì chị cũng biết những cái tai nạn rủi ro bất ngờ ấy, mình không nói trước được. Thế là mình mua cái hợp đồng là mang tên anh. Anh là người được bảo hiểm. Là ai biết trước được điều gì. Đến khi anh mắc bệnh rồi thì bên bảo hiểm ấy họ chi trả cái bệnh hiểm nghèo lần một ấy. Chị cũng đỡ lo đi một phần. Tiền mình vay mình mượn đấy thì chị cũng đã lấy cái tiền bảo hiểm kia về giả hết rồi. Thực ra là nếu mà không có cái bảo hiểm, mình không tham gia cái bảo hiểm này ấy, thì nó là một cái nặng cả đời luôn chứ không phải là 1-2 năm đâu. Bây giờ thì anh không còn nữa, nhưng mà cái anh để lại thì vẫn là cái tài sản lớn nhất, vẫn còn 2 đứa con, tài chính vẫn còn cái khoản tiền bảo hiểm của anh. Anh cũng hy vọng là cái cuộc sống này sau này nó sẽ tốt lên. Dẫu không thể tránh khỏi biến cố, nhưng sự chuẩn bị của anh đã giúp cả gia đình mạnh mẽ trong mọi quyết định, bền bỉ đến phút cuối cùng. Giờ đây, khi không còn có thể kề cạnh, anh vẫn luôn đồng hành cùng chị trên hành trình nuôi con khôn lớn. Khi cần, mình có nhau.